khán thính giả của đài truyền hình SBTN, Cộng đoàn Nữ Vương Mân Côi, Tổng giáo phận Philadelphia đã hân hoan tổ chức đón mừng lễ Giáng sinh tại Nguyện đường Nữ Vương Mân Côi, ngoại ô thành phố Philadelphia bằng nghi thức hoạt cảnh diễn tả lại lịch sử ơn cứu độ từ lúc ông A-dông bà E-vả nghe lời dụ dỗ của ma quỷ ăn trái cấm, đến khi sứ thần Thiên Chúa báo tin Đức Trinh Nữ Maria sẽ thụ thai sinh con đầu lòng là Đấng Kitô cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Rồi hoạt cảnh ông Giuse dẫn bà Maria về quê đăng bà theo lệnh của nhà cầm quyền địa phương. Cảnh các trẻ mục đồng được sứ thần Thiên Chúa báo tin Đấng Cứu Thế đã sinh ra và hãy đến thờ lại người. Cuối cùng là thiên thần và các mục đồng cùng cất tiếng ca. Trọng điểm của nghi thức đón mừng lễ Giáng sinh là thánh lễ vọng Giáng sinh do linh mục Dominic Trần Minh Đức quản nhiệm cộng đoàn chủ tế. Khi chúng ta chuẩn bị đêm nay chúng ta cử hành một lễ Giáng sinh của Chúa, để hài nhi yếu ớt sinh ra trong máng cỏ, trong hang thực vật. Nhưng hài nhi ấy chính là Chúa Cứu Thế, là một vị Thiên Chúa, Ngài đã thể để làm người và cứu độ chúng ta. Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã tặng ban cho mỗi người trong chúng ta. Nguyễn Đình Toàn, tường trình từ Philadelphia.